Một bàn bằng lẩu chay và 15 tô bún mắm. Rất là tuyệt luôn cả nhà. Dường như là khán giả hay tin, cái này thêm phỏng đoán đó nha, dường như khán giả hay tin là một cậu năm sắp làm cho nên là thường xuyên gửi mâm đồ cúng đến nè cả nhà. Tần suất rất là nhiều cả nhà ơi, gửi liên tục luôn. Đây quay cho cô chú anh chị xem đây, bàn lẩu mắm. Quá đỉnh rồi cả nhà. Giờ cậu muốn ăn cái nào cậu qua đó. Wow, quá đỉnh, quá đỉnh. Đây nó nghiêng rồi, nó nghiêng. Rồi. Tôi lẩu mắm luôn cả nhà. Quá đỉnh rồi. Đây là món mặn cả nhà. Mâm ở trong là lẩu chay, ở ngoài là bún mắm, bún mắm mặn nè cả nhà. Wow. Đây bây giờ cô chú chị xem đó. Lấy đũa chứ. Ba lon bia Heineken nha cả nhà. Đó. Quá đỉnh luôn cả nhà. Khung cảnh buổi trưa. Trưa ngày 16 tháng 5 thì có hai bàn cúng quá đỉnh. Chú Tiểu chú Bì Đúc nha. Quá tuyệt vời luôn. Mâm cỗ quá đỉnh rồi cả nhà. Đó. Mâm cao su đầy thường thực. Mình quay cho cô chú anh chị xem. Tuần sau là đi xe 29 chỗ lên, 29 người. 29 người nó là này nó giếng mãi vô lên. Wow. Đó nó đi xe chị nó rủ nó em đó. Vậy là mấy cô mấy chị đó là cũng mến mộ dữ lắm luôn á. Mời lắm ha. Mời lắm. Nói gì là thiệt con là nói ca sĩ phải con nói á. Mẹ mày chết á, mày mốt là đừng có làm nó ma bữa. Mày để tiền rước hết nghệ sĩ, để thủy mình vô hát không nổi cũng rước ngầu đó cho cô. Để hát cứ ngầu, hát không nổi cũng ngầu cho cô. Mày cà cổ lắm con ơi. Mình nhất là vô lên là cô mê nhất á. Cô còn thích nhất là hát không nổi ngồi đó cũng được à, cũng ngầu đó cũng được đó, ngầu cho có tụ thôi. Có tụ nhất là thần tượng nam nữ là lại thủy là thần tượng cô, với lại bên nam là Vũ Linh chứ cô hai chương vệ cũng có nói có dùng hồn cũng mến. Nhưng mà không mến đằng đó. Đó nên hả nghe nói thứ nghệ sĩ mà không đi
Thằng con nuôi cô Lê Văn Vàng đó, ở nhà cô 8-9 năm á, con biết là nó dẫn cô đi. Tên gì con? Lê Văn Vàng, hát chung vàng giọng cổ á. Lê Thanh Vàng. Lê Văn Vàng. Lê Văn Vàng. À, à con có nghe, con có nghe tên, con nuôi cô hả? Con nuôi nhà cô. Wow. Lê Văn Vàng, con có nghe tên đó. Dạ không, nó có chung vàng á, nó chung bạc, nó đầu chung bạc. Dạ, con nghe tên. Con mê dữ lắm. Nay cô đi, con có rủ nó, chứ rủ nó, nó lên, nó hát thành nhau, thành nhau. Dạ, ông anh đó. Làm sao có lên cô gụ nha. Để tao rủ ở đây tại vợ nó mắng xanh. Vợ đây, nó mắng xanh nó ở đây cậu Năm có cây đàn luôn, vừa hát cây đàn cũng được. Câu khán giả tặng cây đàn luôn. Dạ. Qua đại diếm một chút nha. Dạ. 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 Mộ cô Thanh Trương Huệ hả cô? Dạ. 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 Qua thăm mộ cô Thanh Trương Huệ nha cả nhà. Đây, nó tỉnh luôn cả nhà. Cái bữa mà chó mài chú lên đó, cô lên cái đây con biết sao không, cái cô vô không được, cái cô muốn xỉu là cô bên tay mà cái tôi cô đi lên xe em được, cô về về hai bữa sau cô đi taxi lên đây, cô đi taxi lên đây lần nữa, lần này là thứ ba, thứ ba cô. Dạ, hình như chú giật từ sau, nếu mà cô rảnh là cô dẫn thăm chính người lên đây. Dạ đúng, nó làm cái hậu lên. Chào cô, hôm trước cô quay cô nè. Vậy hả? Hôm trước cô quay bất bình gì không? Dạ con đọc con đọc bất bình không? Bất bình vậy á, về nó bắt tên mà cô không biết. Cô bấm quay cái gì bất bình cái vụ gì đó. Không phải, nó nói hôn YouTube mà bất bình vậy. Tên bất bình không phải? Không phải hả? Ai đang qua tên bất bình đó cô? Ờ dạ, chắc con hôm trước cô quay con quay rồi. Tôi biết quay con một lần rồi. Ở đây cô ai? Dạ, ở đây quay. Dạ đi ra bên bộ cô Thanh Trương Huệ. Dạ. Cô qua bên bộ cô Thanh Trương Huệ nha cả nhà. Để ngoài nó tan sao? Có mới thiệt, có show nào cô không? Đây. Đây là hoa của Thanh Trương Huệ. À, cô lấy nha, chuẩn bị đốt nhang nha cả nhà. Cô có hay coi trên YouTube không cô? Có, coi hoài à. Dạ. Về tới chừng nào mới có lên. Dạ xíu là có liền à. Dạ. Trời lộ khẩu trang ra đi. Lộ nó quay cho thấy mặt luôn. Nổi hả? Nắng lắm cô. Dạ. Em mà nó chở cô đi nè. Dạ. Cô mê nghệ sĩ lắm. Cô tâm hồn là mê nghệ sĩ dữ lắm. Mà mê nhất là Vũ Linh với Lệ Thủy. Dạ. Mỗi lần Vũ Linh thì làm nó hát lên làm như em cảm động mẹ cứ muốn khóc không. Em mà mỗi cái thường á. Trời ơi, đã bệnh hoạn mà cứ nghe khóc. Từ bữa Vũ Linh chết đến nay con biết không? Cô coi mấy tháng nay là không có đêm nào không coi á. Dạ. Trốn đóng cửa phòng lại, mở bè lạnh cái nó có rình rình, nó cửa sổ thôi. Mẹ ngủ chứ mẹ nó ngủ rồi chứ thấy nó lục đục là cũng tắt. Dạ. Cô nghe nó sợ cô bệnh phải không? Dạ. Quậy là tuổi em mà chị Năm.